Những ngày qua, lượng tàu thuyền về neo đậu tránh trú tại âu thuyền Thọ Quang ngày một tăng, đặc biệt là các tàu ngoài tỉnh gây nguy cơ cao là lây nhiễm dịch bệnh tại khu vực này. Vì vậy, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tiến hành lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ ngư dân tại âu thuyền. Trước đó, các lực lượng chức năng vẫn duy trì lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các ngư dân lưu trú tại âu thuyền để phòng chống dịch. Riêng với số ngư dân mới cập cảng trong 2-3 ngày qua để tránh trú bão, Ban Quản lý yêu cầu và các thuyền viên ở lại tàu, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà bố trí khu vực để test nhanh, đảm bảo giãn cách an toàn. Tổng số ngư dân lấy test nhanh trong đợt này khoảng 325 người. Trung tâm Y tế Sơn Trà được bố trí phân công trực 24/24 tại âu thuyền cảng cá, phối hợp để làm nhiệm vụ test nhanh cho bà con ngư dân về cảng cá âu thuyền để tránh bão. Thì hiện tại tất cả bà con ngư dân tránh bão thì chúng tôi đã test nhanh ngay lập tức, và những ai âm tính thì mình có phương pháp cách ly tập trung, rồi hiện tại là bà con đã test được rất là nhiều. Ngoài ra, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cũng tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 để hỗ trợ nhu yếu phẩm và giải quyết các tình huống phát sinh, góp phần ổn định đời sống ngư dân trên tàu, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với vấn đề cung ứng hậu cần nhu yếu phẩm cho thuyền viên thì chúng tôi cũng đã thiết lập cái đường dây điện thoại để cho thông báo đến các tàu, các nạo vựa, thương nhân biết khi những tàu nào mà cần mua sắm hoặc là cung cấp các hậu cần nhu yếu phẩm thì liên lạc với lại Ban Quản lý qua số điện thoại đường dây nóng đó để chúng tôi đi chợ mua hộ về cấp phát lại cho tàu.